Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Tạp Bóng Đá. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng với chúng tôi phân tích kèo các trận đấu tại U19 châu Âu giữa U19 Pháp với U19 Israel. Chiến thắng có lẽ là mục tiêu rất rõ ràng khiến cho Pháp hướng đến với một đối thủ đang rất yếu hơn mình như thế này. Chắc chắn trong trận đấu lần này sẽ rất căng go và kịch tính. Chúng ta hãy chờ xem Pháp sẽ làm như thế nào nhé. Và ngay bây giờ, hãy cùng với Tạp Bóng Đá phân tích trong video ngày hôm nay. Anh em đừng quên để lại ý kiến của mình ở dưới phần comment cùng với Tạp Bóng Đá. Xin chào anh em quay trở lại với Tạp Bóng Đá. Hãy like và subscribe kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Hôm nay chúng ta soi kèo trận đấu giữa U19 Pháp và U19 Israel. Trận đấu diễn ra tại giải U19 châu Âu lúc 1 giờ ngày 29 tháng 6. Về phía U19 Pháp, kể từ sau trận thua 0-1 trước U19 Cộng hòa Séc, họ đã trải qua 4 trận liên tiếp là toàn thắng với những trận đấu mà rất nhiều bàn thắng. Ấn tượng nhất là trận thắng 5-0 trước U19 Slovakia và mới nhất là trận thắng 4-1 trước U19 Ý. Về phía U19 Israel thì họ là đội có tỷ lệ thắng kèo khá cao ở trong trận đấu gần đây. Mặc dù trong 5 trận gần nhất thắng 3, hòa 1, thua 1, nhưng mà trận thua 0-1 trước U19 Anh vừa rồi là một trận đấu mà họ vẫn giúp cho người chơi ăn cược. Trước đó nữa là họ còn thắng 4-2 trước U19 Áo và hòa 2 đều trước U19 Serbia. Chúng tôi nhận thấy rằng đây là một đội tuyển mà rất có thể sẽ gây bất ngờ ở trong các trận đấu tới. Mức tài xỉu trận này hiệp 1 là 1.25 cả trận 3 hòa. Việc ghi bàn có vẻ là nhiệm vụ không khó khăn với lại hai đội tuyển này. U19 Pháp trong 4 trận gần nhất họ ghi 13 bàn thắng. Còn về phía U19 Israel thì trong 5 trận đấu gần nhất họ cũng đã ghi được 10 bàn. Chúng tôi nhận thấy rằng đây là hai đội tuyển mà có khả năng lập công rất cao. Tuy nhiên thì khi hai cái đội mà có hàng công tốt gặp nhau, chắc chắn sẽ có một sự dè chừng. Chúng tôi thấy rằng mức chấp 3 hòa này không phải kèo ngon. Và nếu phải lựa chọn, chúng tôi vẫn sẽ chọn kèo xỉu để anh em tham khảo. Mức chấp trận này nhà cái đưa ra là U19 Pháp chấp U19 Israel 1.25 trái. Trận đấu mới nhất của mình thì U19 Israel đã thua 0-1 trước U19 Anh. Rõ ràng điều này cho thấy rằng U19 Israel khi mà gặp những đối thủ mạnh hơn khá nhiều, họ thường không triển khai được cái cách chơi tốt như những trận đấu vừa rồi. U19 Pháp thì cho thấy họ là một lựa chọn tin cậy của người chơi khi mà trận mới nhất thắng 4-1 trước U19 Italia, trước đó thắng 2-1 trước U19 Rumani, rồi thắng 5-0 trước U19 Slovakia. Và trận này chúng tôi sẽ đưa ra cái lựa chọn là tin tưởng cửa trên U19 Pháp. Và đây là những tư vấn của chúng tôi, anh em có thể tham khảo. Dự đoán U19 Pháp sẽ thắng 2-0. Vâng, và trên đây là một số nhận định cá nhân của chúng tôi, còn phần quyết định chắc chắn vẫn là ở anh em. Chúc cho anh em sẽ thật sáng suốt trong những lựa chọn của mình và đừng quên nhấn like và subscribe kênh YouTube của Tạp Bóng TV để có thể cập nhật sớm nhất những bản soi kèo hay và hấp dẫn trong và ngoài nước nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.